Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, khái niệm tiền điện tử lần đầu tiên được định nghĩa theo nghị định số 52 sẽ có hiệu lực. Giá trị tiền đồng lưu trữ trên các phương tiện điện tử sẽ được cung ứng trên cơ sở đối ứng với số tiền được khách hàng trả trước cho ngân hàng và trung gian thanh toán cung ứng dịch vụ ví điện tử. Theo các nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt trước đây, ví điện tử là dịch vụ cung cấp cho khách hàng một tài khoản điện tử định danh do trung gian thanh toán tạo lập trên vật mang tin như chip điện tử, SIM điện thoại di động, máy tính còn thẻ trả trước là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch trong phạm vi giá trị tiền được nạp và tương ứng với số tiền đã trả trước cho tổ chức phát hành thẻ tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử đơn vị trung gian thanh toán sẽ phải duy trì tổng số dư trên tất cả các tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ ví điện tử mở tại ngân hàng không thấp hơn tổng số dư tất cả ví điện tử đã phát hành cho khách hàng như vậy sự khác biệt giữa tiền điện tử và tiền ảo ở những yếu tố tiền điện tử là tiền pháp định có sự đảm bảo từ phía ngân hàng nhà nước, đồng thời cũng không được đảm bảo thực hiện từ bất kỳ tổ chức nào. Tiền điện tử có hình thức vật chất nhất định và tồn tại độc lập, còn tiền ảo luôn phụ thuộc vào môi trường kỹ thuật số để tồn tại. Vì vậy tiền ảo không được đảm bảo khả năng chuyển đổi thành tiền pháp định bởi các chủ thể phát hành hoặc quản lý nó và không có một tổ chức nào chịu trách nhiệm về những rủi ro cho một hoặc các bên chủ thể trong giao dịch liên quan tới tiền ảo.